Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em lại quay cho mọi người xem chiếc Lexus ES350. Chiếc này của em là sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu năm 2014, nhưng mà đã được lên form model của 2016 đến 19 rồi mọi người nhá. Chiếc xe này của em là bản ES350, một trong số phiên bản mà cao cấp nhất của dòng Lexus ES. Hiện tại thì chỉ còn ES 250 và ES350, thì đây là phiên bản ES350 mọi người nhé. Bản này thì được sử dụng hệ thống máy động cơ 3.5 của Lexus RX 350, tức là chung máy với Lexus RX 350 đấy. Chiếc xe này của em thì đã được lên một bộ vành này của ES350 29 và một mặt ca lăng, cụm đèn. Và mọi người yên tâm nhé, hoàn toàn yên tâm khi mà mua xe không phải lo cái việc là độ đẽo sẽ bị công an hỏi thăm hay là gì cả. Vì chiếc xe này của bên em thì đã được đăng ký với Cục Đăng Kiểm Việt Nam trên toàn quốc, là đăng ký cải tạo, tức là đăng ký để lên form ấy ạ. Đó, ở trong đăng kiểm sẽ có tích cải tạo thì là được đăng ký lên form như thế này, và công an sẽ không hỏi, cũng như là mọi khi mọi người đi đăng kiểm ấy ạ. Đến kỳ đăng kiểm mình đi đăng kiểm bình thường, như xe bình thường, không mất bất kỳ một đồng phí nào mọi người nhá. Hoàn toàn yên tâm ạ. Và cái dòng Lexus ES này thì dành cho những khách hàng doanh nhân và khách hàng nào mà thường xuyên phải đi đàm phán nhiều, phải gặp khách hàng nhiều, thì thật sự đây là một chiếc xe có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn trong cái phân khúc sedan của nhà Lexus. Bình thường thì mọi người sẽ hay nghĩ đến cái Lexus ES 250 thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên đây là chiếc xe mà 350 nhá mọi người nhá. Bản này là bản cao cấp nhất rồi, nên là bác nào mà chạy xe sedan của Lexus đấy mà chưa chạy đến LS thì thật sự ES nó là một trong số chiếc xe vô cùng hợp lý. Mặt ca lăng đã lên và tất cả những cái đồ lên ở đây đều là đồ xịn 100% nhá mọi người nhá. Đồ xịn chính hãng 100% ạ. Đó, hoàn toàn yên tâm về những cái đồ này, mọi người không phải lo lăn tăn là đồ ngoài, đồ đều đâu. Tất cả đều là đồ xịn 100% mọi người nhá. Chiếc xe này được sử dụng chung cái động cơ của Lexus RX 350, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm khi mà mọi người có thể thấy được những chiếc RX 350 của những đời lẻ 6, lẻ 7, tức là khoảng tầm trên 15 năm rồi, vẫn hoạt động rất là ngon và đều. Đặc biệt là cái hệ thống máy cũng như là điều hòa, rồi những cái tính năng của nó vẫn hoạt động rất là mềm mại và trơn tru. Cái này thì rất là nhiều bác thích cái dòng này này, đặc biệt là ở trong Sài Gòn á, rất là thích và ưa chuộng cái dòng Lexus ES 350 này. Đó. Chiếc này của em là màu đen, nội thất được trang bị màu kem mọi người nhá. Lát nữa thì em sẽ quay cho mọi người xem bên trong nội thất. Đây là vành, vành la răng xoắn của form mới, đời mới bây giờ. Đó. Dáng của chiếc xe này thì thật sự rất là đẹp. Đây mọi người nhìn của em nó rất là rộng rãi ạ. Đây ạ, ghế đấy ạ. Ghế màu kem và loại da cao cấp, rất là xịn sò. Bản này thì nó hơn ES250 rất là nhiều, từ những cái trang bị nhỏ nhất cho đến khối động cơ là một trong số những thứ mà quan trọng nhất của chiếc xe, đúng không ạ? Ở trên chiếc Lexus ES350 này thì được trang bị thêm các phím bấm và điều khiển ở phía sau, mang theo Lexus đấy. Đó. Và thêm một điểm cộng nữa cho những chiếc Lexus thì hiện tại mọi người khi em nói cá nhân em trước nhá, cá nhân em khi mà em đi vào hãng Lexus ấy, để bảo hành bất kỳ một cái xe nào của Lexus thì em đều cảm thấy rất là hài lòng, vì cái chế độ bảo hành cũng như là cách phục vụ của bên hãng khi mà có khách đến cửa hàng, đến bảo dưỡng xe, đến xem xe, rồi nói chung đến hãng thì bên Lexus rất là trau chuốt và chăm sóc khách hàng rất là tốt, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nhá. Đó, tất cả nội thất bên trong này đều rất là mới luôn. Khi mà mua xe của bên em ấy thì mọi người hoàn toàn yên tâm, bên em sẽ đảm bảo chất lượng cho anh chị kiểm tra hãng hay là bất kỳ gara đại lý nào trên toàn quốc để kiểm tra chất lượng của xe,
và mang xe vào hãng kiểm tra thoải mái ạ. Hoặc là gara đại lý nào cũng được ạ. Mọi người thường so sánh, có rất là nhiều khách hàng cứ so sánh là tại sao cái giá tiền này không đi mua một chiếc Camry đời mới. Nhưng thật sự nhé mọi người nhé, tiền nào của đấy thôi. Mọi người ngồi trên một chiếc Lexus, chất lượng của một chiếc xe Lexus nó khác hẳn. Lexus là một loại xe sang, hãng xe sang của nhà Toyota. Đó, thứ nhất là rất là bền, thứ hai nữa là cái thương hiệu, giá trị cốt lõi của một chiếc xe thật sự là nằm trong những chiếc xe Lexus này. Đó, nó rất là êm, nhẹ nhàng và thật sự luôn, về cái độ bền thì khỏi phải lăn tăn và lo lắng luôn. Cửa sổ trời ạ, trần xe thì màu kem rất là sáng và sạch, còn rất là đẹp. Ở phía sau thì có rèm chắn nắng phía sau để chúng ta có thể chắn được khi mà không muốn bên ngoài nhìn vào bên trong. Kính thì được dán kính Vercool mọi người nhé. Rồi đây em sẽ cho mọi người xem một vòng nữa trước khi kết thúc video nhé mọi người nhé. Rất là mới luôn, xe thì hoàn toàn là mới và yên tâm. Đó, từng chi tiết ở đây đều rất là mới ạ, và rất là giữ. Bác chủ này bác rất là giữ xe nên giờ mọi người hoàn toàn yên tâm. Đó. Rồi bây giờ thì xin phép cho em được báo giá để cho mọi người cùng tham khảo về chiếc Lexus này luôn. Hiện tại em đang bán chiếc Lexus ES 350 sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu năm 2014, màu đen, nội thất màu kem, biển số Hà Nội. Xe của em chạy được 9 vạn km zin mọi người nhá. Em đảm bảo đây là km zin luôn. Đó. Và khi mua xe thì mọi người có thể check hãng, check lịch sử thoải mái. Bên em đang bán chiếc xe này với giá là 1 tỷ 470 triệu mọi người nhá. 1 tỷ 470, tức là em đã giảm giá chiếc xe này so với trước đây, giảm giá rất là nhiều. Dạo trước thì em giao giá với giá là 1 tỷ 550, nhưng hiện tại em chỉ giao giá với là 1 tỷ 470, tức là gần với cái giá, rất là sát với cái giá bên em nhập vào rồi. Đó, giá rất là hợp lý rồi. Thời điểm này thì gần như là giá như này là tốt nhất ở trên thị trường rồi. Các bác gần như không thể tìm được một chiếc xe nào Lexus ES 350 mẫu mới mà lại lên form như thế này với cái giá 1 tỷ 470 triệu đâu ạ. Đó. Chi tiết thì mọi người vui lòng alo trực tiếp cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là mọi người vui lòng inbox cho em qua Zalo hay là Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Em sẽ gửi hình ảnh thực tế của chiếc xe này để cho mọi người xem xe và trải nghiệm. Nếu như anh chị muốn chạy thử thì vui lòng đi qua cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội mới nhá. Còn anh chị nào mà muốn đổi các xe thì vui lòng chụp cho em đăng ký đăng kiểm xe của anh chị, ảnh xe, ảnh nội thất ngoại thất, số km của xe, vô lăng, cửa số, sau đó gửi cho em qua Zalo hoặc là Facebook của em nhé mọi nhá. Đó. Còn thêm một điểm cộng nữa là bên em có thể giao xe toàn quốc, bất kể các tỉnh thành hay là bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam, em có thể giao xe cho tận nhà cho quý khách hàng, nên là hoàn toàn yên tâm. Dù là ở Sài Gòn, Phú Quốc hay là ở Kiên Giang, ở bất kỳ đâu em có thể giao xe tận nhà cho mọi người, hoàn toàn yên tâm ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.